Chào các bạn, hôm nay mình sẽ sử dụng những cây phát tài để kết thành một cái chậu hoa có dáng lục bình nha các bạn. Kiểu chậu hôm nay mình làm cái cỡ bình lớn nè các bạn, làm theo yêu cầu của khách đặt hàng. Khách còn đặt cái kiểu lớn hơn nữa các bạn, mà do cái khung của mình á, mình làm cái khung dạng tự chế á, nên đây là cỡ bình lớn hết mức rồi các bạn. Họ làm chuyên nghiệp á, họ có cái khung bằng sắt á, họ làm dễ làm hơn, còn cái dạng của mình thì mình tự chế nên nó hơi yếu, làm cái cỡ bình lớn hơn nữa là nó vượt cái khung rồi, nó làm không được. Làm cỡ vậy là nó cao tới cái ngưỡng phía bên trên của cái khung chậu rồi. Bệnh mấy cái bệnh cây phát tài theo cái khung sườn mình buộc bên trong nè các bạn. Đan thành hai cái lớp cây ha. Đan cái lớp bên trong trước, giáp cái khung rồi mình sẽ đan thêm một cái lớp bên ngoài nữa. Tết đang cái chậu này bán Tết cũng được các bạn, bán dịp Tết thì cũng khá là đắt hàng á. Tết họ mua về họ trưng Tết đồ cũng rất là đẹp. Làm xong như mấy cái chậu bên kia, chậu nhỏ đó mình ngâm nước cho nó ra rễ hết, rồi mình giao cho khách về họ trưng vào trong cái bình thủy tinh á, cho rễ nó ra trắng nhìn đẹp lắm. Dạng này cái khung của mình nè, bên trong nó yếu ha. Mình nay mình kết cái chậu to cái nó cứ rung rinh, nó cứ muốn gãy không các bạn. Này năm sau mình phải làm dạng cái khung chắc chắn hơn để khách đặt cái dạng bình to mình còn có làm được. Nhiều người họ chịu trưng cái bình lớn ở trước cửa lắm các bạn. Hai bên cửa vào á, họ đặt hai cái bình phát tài thiệt là lớn vậy đó, cao cao lớn để ngay trước cửa vào vậy đó, nhìn rất là đẹp. Hôm nay mình làm cỡ vậy là hết mức rồi. Mình đang mình bệnh cho hết cái khung, cái giáp với khung chậu phía dưới nè các bạn. Giờ mình sẽ đan cái lớp bên ngoài một cái bình như thế này, thì đan làm hai lớp cây ha. Cây phát tài hôm nay nó to mà nó dài nữa các bạn, rất là khó uống, nhưng nó rất là dễ gãy luôn. Cây lớn là nó già cây á, đưa vô mà mình không khéo là nó gãy ngay cái mắt lá hết. Cái bình này mình tốn mình gãy cũng 4-5 cây rồi các bạn. Đan cái lớp trong á là bỏ hết mấy cây rồi, tại nó cứng quá, làm uống rất là cực. Cây già thì uống nó dễ gãy vậy đó, mà được cái là nó hả ngâm nước là nó ra rễ đều hết. Còn mấy cây mà non thì ngâm vô là nó dễ bị úng gốc. Mình làm cái chậu lớn thì phải lựa cái cây nó lớn, cái nó dài mình mới ôm cho nó hết được cái bình. Còn cây ngắn ngắn là làm không được. Năm nào cũng khoảng rằm tháng 10 là mình bắt đầu mình kết cây mình bán các bạn. Mình chờ kết xong rồi mình chờ mình ngâm cho ra rễ, rồi xong đặng giao cho khách. Đây mình kết tới lối rằm tháng chạp là mình sẽ ngưng, để chờ cái thời gian cây cho nó ra rễ đều hết. Vì họ chưng nó sống rất là bền, còn mình kết xong mình đem mình giao liền á, là về nhiều khi có mấy cây còn non á, nó ra rễ không được thì khách nó không biết đường thay. Còn mình ở nhà mình ngâm như thế này, lỡ có cây nào nó chết thì mình gỡ ra mình thay được. Mà lỡ nó chết cái cây bên trong á các bạn, cái cây cái lớp bên trong nó thay rất là cực.
Do đó cái lớp cây bên đầu tiên mình đan á, mình phải lựa những cây nào mà nó tốt, rồi nó nói chung là nó dòm cái cây nó già cây hơn chút, đảm bảo nó ra rễ được á, là mình mới kết cái lớp bên trong. Tại lỡ nó mở trong mà nó chết cây rồi hả, thay cây khó dữ lắm. Làm thì từ từ có kinh nghiệm á các bạn, chứ hồi đó đâu có biết đâu. Mới vô làm nghề rồi nội nó chết cây không, mình bỏ uổng tiền lắm. Mình đan xong cái lớp bên ngoài rồi, mình sẽ lấy cái khung ra. Cái bình này mình đan cũng lâu lắm các bạn. Nội lặt lá của cái cây này không cũng mấy tiếng đồng hồ mới xong cái đám phát tài này. Nó dài, lặt nó nhiều lá, lặt nó lâu hơn. Giờ mình sẽ cắt tỉa lại cái gốc cho nó đều đặn, cho nó đứng nó đẹp đó các bạn. Tỉ mỉ, làm cũng lâu. Cắt tỉa cho nó ngay cái mắt nè, để cho đứng lên cái bình phát tài nó thẳng đứng á, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Mình ngâm nước đồ nó cũng dễ ra rễ nữa. Mình cắt mình canh cho nó đều. Làm thêm Tết có tiền thêm thu nhập cũng được các bạn. Tết họ cũng chuộng chân cây phát tài. Chỉnh sửa chút xíu nữa lại là mình sẽ đem đi ngâm nước. Cái dạng bình đứng nè các bạn, cái phần chân nó xòe ra. Và cái bình to đó mình phải làm cái phần chân nó xòe cho nó rộng ra, để nó giữ được cái dáng chậu nó đứng, nó không có bị ngã ngang ha. Thế này thì chân nó chắc chắn hơn, đứng thẳng nè các bạn, nó cao hơn mấy cái bình kia. Mấy bình kia thì mình chưng được trong bình thủy tinh, chứ cái bình lớn này thì phải chưng ngoài chậu đất các bạn. Không có cái bình thủy tinh nào mà chưng vừa cái bình này hết. Phải ngâm ra rễ rồi mình cho vào chậu chậu sứ á, chậu sứ màu trắng, trồng luôn. Trồng luôn nó sống bền dữ lắm các bạn. Nó cứ như vậy mà nó phát triển lên thôi, rất là tốt.